các bạn thân mến, thành phố của mình hôm nay hầu như họ đóng cửa. Do tình hình dịch bệnh, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Nó đứng ở ngoài không, nó không mong đi mình đưa cấm à. Non, c'est aimable. Vous êtes très sympa. C'est mon fantôme, là. Hay nhỉ? Nghe lễ hội. Mình có đồ ăn mà. À, để bán nhỉ. Rồi để xem có gì không.
giờ mới có 12 giờ chấm 10. Ra ba lần. Kinh ấy.
đi ra núi này đi quay. Tốt.
các bạn nhé. Đây, đến đây thì mình kết thúc video và mình cho các bạn biết là từ đầu thành phố đến cuối thành phố tất cả bàn ghế đều xếp ngược lên hết các bạn ạ. Do tình hình thì rất căng thẳng đó. Hẹn gặp lại các bạn vào một buổi khác vui hơn nhé. Thành phố hôm nay thực sự là trong cái đề re, rất là có cái gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại. Au revoir, très bientôt.